Chào các bạn, này lại một chuyến đi câu cá trên biển. Câu cá đã tuyệt vời rồi, nhưng câu cá trên biển ngồi trên ghe thế này tuyệt vời hơn. Yeah, trên ghe câu cá như thế này tuyệt vời lắm mọi người, rất tuyệt vời. Câu cá nhưng mà bạn chặt mặt như thế này không gì bằng, thật không gì bằng, và cực kỳ thú vị. Đi câu cá cùng các anh em cần thủ chuyên nghiệp như thế này nhìn mà mê luôn. Anh giật cá mà thấy đã. Wow, yeah. Chào rồi. Chào rồi. Chào rồi.